À, dạ vâng ạ, em xin phép là sẽ ngửa tất cả những quả loa bát lên để quay cho các bác của anh em mọi người xem tham khảo nhé. Và thưa các bác của anh em, em đang vệ sinh một đôi loa súp kép hàng bãi xịn do công ty JBL sản xuất để sẽ chuẩn bị gọi xe chở cho anh trai có địa chỉ tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Thưa các bác của anh em, đôi loa súp kép JBL SRX 728 sở hữu đó là 2 bát 50 từ leo, coi 76, dòng coi 2 tầng côn. Những đôi loa phải nói là rất là đẹp và chất của JBL, model đời rất là cao các bác nhá, và model bát USA. Các bác của anh em xem và ngắm nhìn nhá. Thùng gỗ sơn thần cát, thùng đẹp chắc chắn các bác. Đó. Hàng ngày rất nhiều và rất nhiều những sản phẩm lên được. Từ loa súp kép, súp đơn, hàng xịn của JBL, hàng xịn của B3, đó là hai sản phẩm em chuyên, đúng không các bác? Đây, lúc mở ra nó bị bật ra đúng không ạ? Đấy, quá đẹp luôn. Em xin được nhấn mạnh lại, đôi loa súp kép JBL mã số SRX728, đôi loa này về làm dâu tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, đúng không ạ? Em cảm ơn anh trai rất là nhiều. Dòng bãi xịn, bát xịn USA anh em nhé, rất đẹp thưa này các bác. Mã số loa bát là 2268HPL. Bát neo coi 76, coi 2 tầng các bác nhá. Anh cầm giúp em chứ. Đây rồi. Ok. Đây mọi người cùng xem thùng mộng nhá. Đó, những sản phẩm hàng JBL đúng không ạ? Thùng mộng chắc chắn lục lạc. Lục lạc như khúc giỏ. Đó. Và các bác cùng em thân mến nhá, đời súp của SRX, ví dụ như SRX718, SRX728 đúng không ạ? 718 là một bát đơn, 728 là hai bát, hoặc là 7118 đều không có bông tiêu âm anh em nhé. Thùng của nó là không có bông tiêu âm. Còn đời STX, ví dụ như là 818 thì nó có bông tiêu âm, anh em xem để ý. Đó. Không lúc này bảo là cái này bông tiêu âm của nó sợi tháo ra đúng không ạ? Đây là nhà máy đúng không ạ? Và kỹ sư họ tính toán là không có bông tiêu âm. Đó. Không có bông tiêu âm. Bát là 2268 đúng không ạ? Đây thùng ạ, rất đẹp. Đó. Cảm ơn anh trai rất là nhiều nhá. Bây giờ em sẽ vặn vào gọi xe. Đó, 88 km đó. Còn hàng các bác trong buổi sáng ngày hôm nay đúng không ạ? Em vẫn đang đợi xe để đưa lên xe cho các bác đây các bác nhá. Đang đợi xe của bên công ty vận chuyển đến các bạn. Đó. Trong buổi sáng ngày hôm nay hàng đi cho các bác của anh em rất rất nhiều đúng không ạ? Toàn những bộ ngoài chất thôi, toàn những bộ ngoài chất. Đó, những bộ ngoài chất cho các bác của anh em. Đó, tối qua em đã giới thiệu qua rồi. Đây là B3X15i. B3X15i, đây là B3X15i đúng không ạ? Súp hơi đơn B3, súp Phaeto nhà em. Đó, ok, cảm ơn toàn thể các bác. Và em luôn còn rất nhiều những sản phẩm và các thiết bị đồ điện tử âm thanh. Các bác có nhu cầu mua hay là ghép combo thì alo cho em các bác nhé. Em luôn địa chỉ tại Chu Thượng, Đồng Lạc, Chi Linh, Hải Dương, có thể giao hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Em xin phép gửi lời chào toàn thể các bác của anh em. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo. Cái điện thoại đâu nhỉ? Ở đây mà. Anh trai Hải Yến đúng không ạ? Em vừa nhắn tin cho anh xong. Em vừa nhắn tin cho anh bảo là em vệ sinh xong rồi. Chiều nay là sẽ có xe chở qua cho anh. Đúng không ạ? 2268 38 ôm. USA mọi người xem đẹp các bác nhá. Đó. 3 4 con lượn, không có con nào. Vâng ạ. Ngã tư Ủy ban Thanh Tân, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Ok, cảm ơn toàn thể các bác nhá. Em xin chào. Cảm ơn các bác mọi người rất nhiều ạ.